Thưa quý vị, Bộ Tam đưa ra thời hạn chót cho Hy Lạp, tin từ Athens. Các nhà thanh tra Bộ Tam đang đàm phán với Bộ Tài chính Hy Lạp sau khi các viên chức khu vực đồng Euro tuyên bố Hy Lạp có thời gian 3 ngày để bảo đảm với các nhà cho vay tiền là có thể tiến hành cải cách. Hy Lạp được ấn định là vào cuối tuần này phải bảo đảm với Liên Âu và Quỹ Tiền tệ Quốc tế có thể đáp ứng các điều kiện đính kèm theo chương trình cho vay cứu nguy để nhận được đợt tiền mới. Liên Âu và IMF không hài lòng đối với việc cải cách trong lĩnh vực công của Hy Lạp. Athens đang có 2.2 tỷ euro công cổ phiếu đáo hạn vào tháng 8. Cần phải thành công trong việc thương lượng, nếu không sẽ bị rút lại chương trình cho vay 240 tỷ euro. Giới chức Hy Lạp và Bộ Tam đang thương lượng để trao đợt tiền vay 8.1 tỷ euro. Một viên chức cao cấp Hy Lạp nói rằng cuộc thương lượng rất khó khăn, sẽ không thể kết thúc trước trung tuần tháng này. Tuy nhiên, một viên chức khu vực đồng euro nói cuộc thương lượng khó có thể kết thúc trong tháng 7 và giới chức Bộ Tam sẽ quay trở lại vào tháng 9. Hy Lạp đã không thể đặt 12.500 công chức vào chương trình biến đổi sẽ bị sa thải trong vòng 2 năm, đã không thể bán được công ty dầu khí DEPA, không đáp ứng mục tiêu tư hữu hóa các công ty quốc doanh và đang thiếu hụt quỹ bảo hiểm sức khỏe quốc gia trên 1 tỷ Mỹ kim.